Vâng, và các bạn tổ chức trân trọng kính mời anh Phan Bạch Chí, đại diện cho phòng marketing của công ty Anohip lên trao giải này ạ. Cho một tràng pháo tay quý vị ơi. Vâng, và xin chúc mừng 10 khách hàng may mắn ạ. Mời làm gì ạ? Quý vị chỗ này chị nhớ không? Vâng ạ, em xin công bố 10 khách hàng trúng giải khuyến khích hai. Lê Văn Chua, Lê Văn Chua Bình Thọ 1 à. Và khách hàng kế tiếp, cô Út 7 Bình Khương à. Cô Út 7 à. Và sau đây là mời bạn Chí là lên trao giải thưởng 10 chiếc bàn ủi nè. Thank you.